Dù thành lập cách đây không lâu, nhưng thương hiệu Mixi đã dần khẳng định được vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng cũng như trên thị trường Việt Nam. Đặc biệt, các dòng sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm của Mixi luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Để có được chút vốn liếng đó, tài sản quý giá nhất mà Mixi mang theo để đồng hành chính là sự đồng lòng của các bạn đồng nghiệp và không thể thiếu sự tin yêu của khách hàng dành cho sản phẩm Mixi. Mixi mang trong mình một sứ mệnh, mang đến sự tự tin và quyến rũ cho tất cả mọi người bằng chính niềm đam mê và khát vọng về những dòng sản phẩm làm đẹp, với mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng nhất phục vụ cho nhu cầu thưởng thức và làm đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tập thể, các thành viên trong công ty luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dòng nước hoa và mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam, khẳng định được vị trí, uy tín tuyệt đối đến tất cả quý khách hàng có chung một cái niềm đam mê về mỹ phẩm và nước hoa. Điều mà Mixi muốn là xây dựng một môi trường sống và làm việc thật chuyên nghiệp. Và suốt những năm tháng qua, Mixi đã dần định hình được điều đó. Tất cả thành viên trong ngôi nhà chung của Mixi đều có chung một mục tiêu và sứ mệnh mà công ty đã đặt ra. Có chung một niềm đam mê về mỹ phẩm và nước hoa. Sẽ không có gì nói quá khi khẳng định rằng Mixi là một đội ngũ mạnh, một đội ngũ am hiểu tường tận về sản phẩm, thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng và luôn đưa ra những lời tư vấn từ sự chân thành nhất. Với công ty, sự an toàn về sức khỏe của khách hàng chính là quyền lợi mà công ty luôn đưa lên hàng đầu. Với mong muốn những sản phẩm với chất lượng tốt nhất được lan tỏa đến tất cả mọi người, chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn sự đồng hành của khách hàng trong suốt thời gian qua. Câu chuyện về thương hiệu của Mixi bắt đầu từ một chuyện tình đẹp với một cái kết có hậu của cặp vợ chồng trẻ Bảo Trương và Thanh Hương. Với khát vọng và niềm đam mê về nước hoa, mỹ phẩm nhập khẩu và mong muốn mang lại những giá trị tốt nhất, phục vụ cho nhu cầu thưởng thức và làm đẹp cho người Việt Nam. Còn cái sắc tím mà bạn bắt gặp trong thương hiệu của Mixi lại bắt nguồn từ hai chữ duyên nợ. Màu tím xuất hiện mọi nơi trong thương hiệu, đồng hành cùng thương hiệu chính là màu tím của sự lãng mạn, sự quyến rũ và màu tím từ trái nước hoa Lanvin. Mixi đã trở thành nhà cung cấp nước hoa, mỹ phẩm nhập khẩu hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, hệ thống đại lý Mixi đã có mặt tại rất nhiều tỉnh thành trên đất nước Việt Nam, từ Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp đến Hà Nội. Mỗi ngày, số lượng khách hàng và hệ thống đại lý gần 2.000 người của Mixi đều được chăm sóc và đào tạo bán hàng vô cùng chuyên nghiệp. Xin chào mọi người, tôi tên là Hoài Hương, hiện tôi đang làm trưởng phòng marketing của công ty Mixi. Công việc chính của tôi là viết content và marketing nhằm đem lại những giá trị hữu ích cũng như cách sử dụng sản phẩm Mixi sao cho hiệu quả. Đối với tôi, một người yêu thích cái đẹp cũng như thích những mùi hương từ các chai nước hoa, tôi luôn trao dồi kiến thức của mình cũng như kỹ năng viết bài để mang đến sự thú vị trong từng bài viết. Tôi tin chắc rằng với sự nhiệt tình và cách tư vấn thật sự vui tươi sẽ làm cho quý khách hàng thật hài lòng khi lần đầu tiên đặt chân đến Mixi. Chào các bạn, tôi là Nguyễn Hữu Tấn, hiện đang là Sales Manager của Mixi Perfume. Tôi yêu thích công việc của mình vì hàng ngày tôi được chia sẻ niềm đam mê với khách hàng. Công việc của tôi là chia sẻ những trải nghiệm thực tế về mùi hương đến với từng khách hàng và giúp họ có thể lựa chọn những chai nước hoa yêu thích và phù hợp tạo cho mình một cái phong cách riêng. Chào mọi người, tôi là Hải Vân, hiện đang là Office Manager tại Mixi Perfume. Công việc của tôi là quản lý showroom, theo dõi xuất nhập hàng hóa và quản lý đơn hàng của công ty. Mỗi ngày tôi được lắng nghe những ý kiến của khách hàng, được chia sẻ những câu chuyện của họ làm tôi cảm thấy rất vui. Tôi yêu thích công việc của mình vì nó giúp tôi nâng cao được khả năng giao tiếp, trao dồi thêm kiến thức cho bản thân. Và tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được làm việc tại Mixi. Vì đối với tôi, Mixi như là một gia đình, những anh chị em luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Và hơn thế nữa, Mixi là một đội ngũ trẻ, chuyên nghiệp, năng lượng và đầy nhiệt huyết. Và tôi tin chắc rằng quý khách hàng sẽ ngày càng cảm thấy hài lòng với chất lượng dịch vụ cũng như là sự chuyên nghiệp mà công ty của chúng tôi luôn hoàn thiện từng ngày.
Chào mọi người, mình là Tuyền. Công việc của mình là thiết kế xây dựng hình ảnh cho Missy. Mỗi ngày mình luôn tích cực tìm hiểu, học hỏi các ý tưởng hay từ các thương hiệu quốc tế nhằm xây dựng cho Missy hình ảnh sản phẩm, hình ảnh thương hiệu đẹp mắt và khiến khách hàng thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chào mọi người, tôi là Diễm Túy, tôi là đại diện pháp lý của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Missy. Ngay từ thời điểm khởi sự kinh doanh, công ty Missy đã hoạt động theo phương châm thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững. Với vai trò là người đại diện pháp lý của công ty Missy, tôi có trách nhiệm điều hướng công ty thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ, trong đó có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền logo, mã số mã vạch để sản phẩm của Missy đến tay người tiêu dùng một cách an toàn và trọn vẹn nhất. Chào mọi người, mình là Tú, là nhân viên chăm sóc khách hàng của Missy. Công việc hiện tại của mình là tiếp nhận ý kiến của khách hàng để kịp thời hỗ trợ cho các bạn. Mình đặc biệt yêu thích công việc này vì nó giúp cho bản thân rèn luyện được tính kiên trì, nhẫn nại và sự nhạy bén để giải quyết, xử lý các vấn đề. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Missy sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, lắng nghe khách hàng nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn để mang đến cho các bạn những sản phẩm hoàn hảo nhất, những dịch vụ tuyệt vời nhất mà công ty chúng tôi đưa ra. Chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Thị Thanh Hương, hiện là chủ sáng lập của thương hiệu Missy. Thay mặt cho tất cả các thành viên trong công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý khách hàng, các anh chị, bạn bè đã tin yêu và sử dụng sản phẩm của Missy trong thời gian vừa qua. Tất cả các thành viên luôn nỗ lực phấn đấu để mang đến những dòng sản phẩm chất lượng nhất, một dịch vụ tuyệt vời nhất với hy vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và luôn luôn đồng hành cùng với Missy trong thời gian sắp tới. Xin kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn luôn cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống. Hiện nay trên thị trường có vô số loại nước hoa, tuy nhiên hơn 50% là hàng trôi nổi kém chất lượng. Điều này gây ra sự nhầm lẫn rất lớn đối với người tiêu dùng và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Người tiêu dùng phải thật thận trọng khi sử dụng mỹ phẩm hay nước hoa có nguồn gốc không rõ ràng. Rất nhiều anh chị trong chúng ta đam mê nước hoa, bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu cho mình những chai nước hoa yêu thích. Tuy nhiên, nhận về những sản phẩm nước hoa kém chất lượng, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là rất là lãng phí. Thấu hiểu được điều đó, những sản phẩm của Missy đều có tem và phiếu cam kết hàng chính hãng. Sản phẩm được nhập khẩu từ store Pháp, luôn có bill gốc nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện hàng kém chất lượng, hàng giả, khách hàng có thể hoàn toàn đổi trả mà không mất bất kỳ một khoản phí nào. Missy không đi theo con đường kinh doanh truyền thống như những đơn vị nhập khẩu nước hoa hiện nay đang thực hiện. Chúng tôi tạo ra sự khác biệt về sản phẩm, giá cả cũng như dịch vụ, theo hướng tích cực nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng cũng như sự phát triển của doanh nghiệp. Chào các bạn, mình là Nhi, mình là khách hàng thân thiết của Missy. Mình rất là thích sử dụng nước hoa, nhưng mà trước đây mình mua nước hoa ở trên mạng thì mình bị ấn suốt một tuần liền nên là mình rất là sợ. Thì vô tình có một lần mình có một người bạn tặng cho mình một loại nước hoa của thương hiệu Missy Bubum. Mình cũng rất là e dè, nhưng mà qua tìm hiểu và sử dụng thì mình biết được là thương hiệu của Missy được nhập nước hoa 100% tại Pháp và rất là được nhiều người tin dùng, đặc biệt là mùi hương rất là cuốn hút và tạo cho mình rất là nhiều tự tin trong công việc. Là phụ nữ, ai cũng mong muốn sở hữu một làn da khỏe đẹp và mịn màng. Tuy nhiên, các vấn đề về da như mụn, nám, tàn nhang, lỗ chân lông to ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, làm bạn mất tự tin và lo lắng. Với thông điệp phấn nước dưỡng da Missy Natural Beauty, làn da trắng hồng ngay từ lần sử dụng đầu tiên, phấn nước Missy ra đời với tham vọng về một cuộc cách mạng trẻ hóa da của người Việt, khách hàng sẽ được tiếp cận với những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Mỹ phẩm của Missy ứng dụng chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc và nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu. Đây là dòng sản phẩm thân thiện từ thiên nhiên, cam kết không sử dụng paraben, corticoid, nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Sản phẩm cũng được nghiên cứu phù hợp với khí hậu và làn da châu Á, mà đặc biệt là người Việt Nam. Chào tất cả các anh chị, em tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, hiện là chủ sáng lập của thương hiệu Missy. Thì hiện tại Missy được xếp vào top 5 thương hiệu xuất sắc nhất tại Việt Nam trong việc phân phối dòng nước hoa chính hãng theo tiêu chuẩn của Pháp. Thì như các anh chị đã thấy, trên thị trường của chúng ta hiện tại có hàng trăm hàng ngàn shop kinh doanh nước hoa. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế thì hơn 50% là mọi người bán hàng nước hoa giả, kém chất lượng. Điều này gây ra một sự nhầm lẫn rất là lớn đối với tất cả các anh chị.
có rất là nhiều anh chị nè, chúng ta đang mê nước hoa, bỏ tiền ra mua nước hoa, nhưng mà khi chúng ta nhận được thì như thế nào ạ? Một cái sản phẩm kém chất lượng, nó vô cùng lãng phí, và không những thế mà ảnh hưởng tới bản thân mình nè, mà nhất là cho trẻ nhỏ. Tại vì sao? Vì hàm lượng cồn quá lớn. Và trong suốt hơn 10 năm sử dụng và nghiên cứu rất là sâu về lĩnh vực nước hoa, thì bản thân Hương đã chia sẻ những kiến thức, những cái kỹ năng cho hơn 1.000 đại lý từ Tiền Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Hà Nội và tất cả các tỉnh thành. Và mình mới nhận ra một điều là và chính cái đam mê của mình, và Hương đã phát hiện ra một cái bí mật làm sao để giúp cho người tiêu dùng thông minh chúng ta có thể phân biệt được hàng thật và hàng giả chỉ trong vòng 30 giây thôi. Nếu như các anh chị có niềm đam mê nước hoa giống như Hương và mong muốn mình sở hữu một chai nước hoa theo tiêu chuẩn của Pháp, thì các anh chị hãy liên hệ ngay với số hotline của công ty 097 333 9638, sẽ có chuyên viên sẽ hướng dẫn cho mình để mình có được một cái bí quyết tuyệt vời này, và chúng ta biết cách phân biệt hàng thật và hàng giả. Và Hương tin rằng khi các anh chị đã có một cái bí quyết phân biệt được nước hoa của Missy, thì các anh chị sẽ không bao giờ mất tiền để mà chúng ta mua phải một chai nước hoa hàng giả, có đúng không ạ? Nhờ vào sự tin tưởng của khách hàng trên cả nước về chất lượng sản phẩm, vừa qua công ty xuất nhập khẩu Missy vinh dự đạt top 10 trong lễ hội tôn vinh thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng 2017. Chương trình do Liên hiệp Khoa học và Phát triển Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Tài sản Trí tuệ, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Chương trình nhằm sàng lọc ra những doanh nghiệp xuất sắc, có thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng cao và được người tiêu dùng cả nước tin dùng. Đồng thời, giải thưởng còn khẳng định cho sự đóng góp không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên công ty, cũng như lời cảm ơn tới khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm của Missy. Sau đây, một số bí quyết khi sử dụng phấn nước dưỡng da Missy do CEO Thanh Hương chia sẻ để bạn luôn có làn da sáng mịn. Chào tất cả các bạn, Hương sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết dưỡng da hàng ngày của Hương, làm sao để bảo vệ cái làn da tươi tắn của mình khỏi những cái tác hại của ánh nắng. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà Hương hay sử dụng hàng ngày, đó là dòng phấn nước dưỡng da của Missy. Khi chúng ta mua về thì sẽ có một cái tem vỡ như thế này nha các bạn. Và khi chúng ta mở ra, trong đây có một cái bông phấn chuyên dụng. Tất cả các sản phẩm đều có seal ha. Và chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ mở cái màn seal này ra. Và sau đó Hương sử dụng 3 ngón tay của mình vào trong cái bông phấn này. Đây ạ. Và Hương sẽ chấm thật là nhẹ thôi, để làm sao chúng ta lấy một cái lượng vừa phải. Và sau đó các bạn sẽ chậm nhẹ vào trong da của mình. Chúng ta lăn nhẹ chứ chúng ta đừng có tán ra nha các bạn. Nếu chúng ta tán ra thì lúc đó thì nó sẽ không có đều. Nên các bạn sẽ, chúng ta sẽ chậm nhẹ vào làn da của mình. Và phần trên trán nữa nha. Đó, đây là một cái bí quyết mà giúp cho tất cả những cái bà mẹ bỉm sữa nè, cũng có thể là chúng ta nhanh chóng để bảo vệ cái làn da của mình và lúc nào cũng tươi tắn hết. Chỉ cần thêm một chút son môi thôi là chúng ta đã có thể đi chơi được rồi. Tất cả những cái dòng sản phẩm thì nó đều có một cái, đây là một cái giấy phiếu hướng dẫn sử dụng. Khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ rất là an toàn cho làn da của mình. Hy vọng tất cả các chị em phụ nữ chúng ta sẽ biết cách dưỡng da để da chúng ta lúc nào cũng tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Để phát huy được hết công dụng của phấn nước dưỡng da Missy, mời bạn cùng tham khảo một số lưu ý khi sử dụng của chuyên viên tư vấn. Xin chào các bạn, hôm nay Nhi xin chia sẻ cho các bạn cách sử dụng phấn nước dưỡng da. Đầu tiên mình sẽ mở hộp phấn ra như thế này, xong rồi mình sẽ bóc cái seal bên trong ra. Như thế này nè các bạn. Và khi đó là mình sẽ dùng bông phấn, chậm phấn và lăn nhẹ lên da. Như thế này nhé. Mình sẽ nói về công dụng của hộp phấn này. Công dụng của nó là giúp cho mình trang điểm nhanh hơn, tạo độ ẩm cho da, tránh được ánh nắng mặt trời và giữ cho da mình thật là khỏe mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo clip hướng dẫn sau của chuyên viên tư vấn khi xịt nước hoa để lưu hương trên cơ thể lâu nhất. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nước hoa để lưu hương trên cơ thể của mình khoảng thời gian lâu nhất. Thì chúng ta cũng biết là có nhiều chỗ để xịt nước hoa trên cơ thể của mình, nhưng mà tôi lưu ý là có 3 chỗ để xịt nước hoa để lưu hương lâu nhất, đó là cổ tay và khuỷu tay. Hôm nay Phil sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. Mọi người nên xịt khoảng cách xe khoảng 30 cm gì cho lỗ lưu hương nó tốt hơn, hoặc là cổ tay cũng để xe như vậy nhé. Khuỷu tay
dòng nước hoa bên của mình thì luôn có tem bảo hành và một phiếu cam kết là chính